Người dân Quảng Nam thường nhắc đến món bánh chậm với một tình cảm hết sức yêu thương và trìu mến. Đó là món ăn quen thuộc của những người dân ở vùng đất nghèo khó, quanh năm đối diện với thiên tai, bão lũ. Đơn giản chỉ là một tấm bánh ướt nóng vừa tráng xong, chập lên trên một chiếc bánh tráng nướng giòn. Người ăn chỉ việc xé từng miếng bánh nhỏ, chấm với nước mắm cái, nước cá kho hay nước mắm ớt tỏi và thưởng thức hương vị bùi thơm của miếng bánh giòn tan trong miệng. Những ngày rằm, ngày mồng một lại có món bánh chay ăn với xì dầu hay tương đậu. Để có được chiếc bánh tráng, người thợ làm bánh đã phải chuẩn bị từ ngày hôm trước. Nguyên liệu chính để làm bánh là gạo tẻ, nhưng không phải loại gạo nào cũng có thể dùng để làm bánh tráng. Chỉ những người thợ có kinh nghiệm mới biết chọn loại gạo thích hợp để làm bánh. Trong những ngày rong chơi ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, chúng tôi đã có dịp thưởng thức món ăn dân dã này. Chúng tôi đến quán bánh chập nằm trong một con hẻm trên đường Phan Chu Trinh. Đây cũng chính là căn nhà nhỏ của anh chị Sáu Mỹ. Họ là những cư dân sinh sống lâu đời ở thành phố Tam Kỳ. Trong khi người vợ khéo léo tráng những chiếc bánh tròn xoay trên chiếc nồi đồng và luôn tay phục vụ cho khách đến ăn, thì người chồng tật nguyền vì tai biến cũng đến ngồi bên bếp lò để nướng bánh phụ vợ. Giá mỗi đĩa bánh chập là 4.000 đồng và một đĩa bánh ướt là 2.000 đồng. Có lẽ không còn món ăn sáng nào rẻ hơn như thế nữa. Người Quảng khi đi xa quê hương, những lúc chạnh lòng thương nhớ quê nhà, họ thường nhớ về một dòng sông, một mái lá, hay nhớ những lúc quây quần cùng người thân bên mâm cơm nghèo cùng những món ăn dân dã quê mùa. Trong đó không thể thiếu món bánh chậm, bởi món ăn này từ lâu đã là một phần đời của người dân nghèo xứ Quảng. Bà ơi, 50 nghìn. Bà
ba người ăn cái này một dĩa là mấy ngàn chị? 2 ngàn một dĩa, 2 ngàn à, chập thì 4 ngàn một dĩa, 2 ngàn bánh dày là chắc chị để nướng không phải không? À. Phải để nướng chậm này nha. Cái nồi Thảo về đi. Thảo về là lấy cô cho một ngày. Mày mày bà nà mà gì? Không chị là không có gì mà đi lâu quá rồi ông về rồi. Cái gì? Còn đây. Không tốn mà. Chặt tốn hết. Bữa là một hộp bình. Một cách thôi.